Đây là bộ xương ngựa màu, đầu cao, xương to khỏe. Sau khi mổ thịt này, bây giờ đến công đoạn làm sạch xương, chặt xương, cho vào nồi linh để bóc hết thịt còn lại trên xương. Đây là công đoạn đầu tiên của quá trình nấu cao. Chúng tôi luôn luôn nấu cao đầy đủ bộ, bộ nào ra bộ đấy, không nấu như những cơ sở là mua lẫn lộn chối các thứ vào, như tôi là nấu bộ nào ra bộ đấy. Đây đầy đủ đấy. Xương to khỏe. Rồi, chào các bạn nhé, theo dõi những công đoạn tiếp theo nhé. Sau khi đã chặt xương bộ xương ngựa màu thì đây là công đoạn tiếp theo là luộc xương để bóc. Bóc hết cái phần mỡ đi này, thịt thừa này. Rồi, mọi người theo dõi tiếp công đoạn nhá. Thịt còn lại dính ở trên xương. Đây, sáng sáng. Xin kính chào quý cô chú. Đây là bộ xương ngựa màu sau khi đã được làm sạch để chuẩn bị là cho vào quá trình khô. Xương nhà làm rất sạch này. Mọi người theo dõi tiếp công đoạn sau nhé. Là tạm đây. Khi đã làm sạch xương rồi, các là áp suất linh liên tục 5 tiếng đồng hồ với nhiệt độ thích hợp. Đây là nước cốt, nước này sau là sẽ khô thành cao. Đây là một lồ xương ngựa màu. Và khi khô cao thì cái váng ở trên này chúng tôi sẽ hút sạch đi. Váng này là mỡ, mỡ là tủy. Sau khi nước cốt đã chắt ra từ lò áp suất thì chúng tôi bắt đầu cho lên quá trình khô đặc. Hỗn hợp mà sẽ được khô liên tục. Thì khi hỗn hợp sánh lại, chúng tôi chuyển sang chế độ đảo máy. Mọi người cùng theo dõi công đoạn tiếp theo nhé. Đây là quá trình khô cao ngựa màu. Đây là mẻ cao ngựa màu của chúng tôi để bắt đầu chuyển sang chế độ đảo máy sau khi khô đặc đã hỗn hợp đã sánh lại. Chúng tôi phải dùng đến máy để đảo để tránh bị lắng xuống đáy và test cao. Đây ạ. Đây là một nước của nó đây ạ. Nước tiếp theo đây. Đây là nước trước. Cô đã sánh lại rồi và để đây đợi hai nước đều nhau thì chúng tôi bắt đầu
cho máy vào quay ạ. À, xin chào tất cả mọi người ạ, người theo dõi các bạn tiếp theo ạ. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Sau một khoảng thời gian khô thì hỗn hợp mà nước lúc chất ra từ bình áp suất đã sánh lại, bắt đầu có hình mẫu của cao. Rồi, bắt đầu bằng tiêu chuẩn cho ra khuôn rồi. Đây là công đoạn cắt cao, công đoạn cuối cùng để thành phẩm một lạng cao này, cắt cao này theo tỷ lệ là 100g trên một miếng. Mỗi một thỏi này là tương đương với lại 500g. Theo tỷ lệ khuôn. Mẹ này là mẻ cao ngựa màu nhé mọi người nhá. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video, hết công đoạn. Để em sắn tay vào làm đây. Bắt đầu cắt đây. Cắm gói. Làm thủ công nhưng mà nhà em rất là cẩn thận. Vệ sinh tối đa, sạch sẽ. Xin chào tất cả mọi người ạ.